cái thứ ấy lại phát nhạc ra nữa rồi kìa. Đi tìm đi tụi bay. Tiếng nhạc vang lên thu hút đám chỉ còn tới một cái hộp, mà bọn chúng không hề biết rằng một thứ quái vật thời tiền cổ nằm trong cái hộp này. Chờ tao với, chờ tao với, làm gì chạy nhanh dữ vậy? Trời ơi, nhanh lên đi, nhanh lên đi. Để tiếng nhạc đó nó tắt thì sao mà tìm được. Chúng ta đã ở đây chơi mấy ngày rồi, vào gần đây tự nhiên nghe thấy tiếng nhạc à. Phải tìm bằng được cái thứ phát ra âm thanh đó. Đây rồi, là cái hộp này. Này, này, cậu, từ từ đã. Đừng có đụng vào vội. Từ từ, từ từ. Cho bạn của mình ngăn cản, một thành viên trong nhóm trẻ đã phát hiện ra cái hộp phát ra âm thanh kỳ lạ này, đã nhanh chóng mở cái hộp ra. Thật là một điều bất ngờ khi cái hộp nắp. Cuối cùng ta cũng được ra ngoài rồi, sung sướng quá. À, cái gì đây, một lũ trẻ con à? Hôm nay thật là một ngày đẹp trời. Cậu ấy thả ra cái thứ gì vậy? À, không xong rồi. Quái vật, quái vật ăn thịt trẻ con. Quá, bao nhiêu năm ta bị nhốt. Chỉ còn một cô bé trong nhóm trẻ đó sống sót. Cô bé cố gắng bò để chạy thoát thân, cho đến khi cô bé bò. Có một con búp bê. Cô bé ngắm nghía con búp bê và rồi quyết định dừng lại cầm con búp bê đó lên. Wow, ngon lắm, ngon lắm, ta rất thích. Hả? Bao bỏ con búp bê đó xuống. Con chó kia, chính là, nếu không tao xé xác mày. Dường như tên chú hề Pennywise rất sợ điều gì đó từ con búp bê. Cô bé gái cũng nhận ra được điều đó. Cô bé cầm con búp bê từng bước tiến về phía của hắn. Bao bỏ con búp bê đó xuống. Nhanh lên. Sự thật vô tình được cô bé phát hiện ra. Con búp bê đó chính là chìa khóa để phòng ấn tình chú hề Pennywise quay trở lại chiếc thùng kia. Tôi mệt quá à, cho tôi nghỉ một chút đi. Đúng vậy, mệt quá à, nghỉ một xíu đi Doraemon. Cậu đừng có làm biến nữa, hãy đứng dậy thật nhanh lên đây. Trời ơi, nãy giờ tầm quá trời quá đất luôn à. Trời vừa mát một chút, cho bọn tớ nghỉ ngơi xéo đây. Đúng rồi đó Doraemon ơi, tớ cũng mệt gần chết luôn nè. Chúng ta đi ra đây để dã ngoại cắm trại. Cậu bắt bọn tớ tập thể dục. Cậu làm biến quá à. Chúng ta mặc dù đi dã ngoại nhưng mà vẫn phải đề cao sức khỏe. Buổi sáng sớm thì phải tập thể dục mới tốt chứ, đúng không Suka? Doraemon nói đúng đó cái cậu à. Đúng vậy tớ. Không, tớ không muốn vậy đâu. Trời em nói đúng đó, tớ cũng không có tập thể dục nữa đâu. Cái cậu thật là quá đáng. Vậy tớ không làm đội trưởng của cái cậu nữa đâu. Cái cậu tự đi mà cắm trại đi. Thiệt là bực mình quá ra. Mình đi chơi một mình còn sướng hơn đó. Trời, cứ để cho Doraemon đi đi. Mình ở đây nằm nghỉ cho nó đã đi. Trời ơi, sao cái cậu lại đối xử với Doraemon như vậy? Doraemon ơi, quay trở lại đi. Thật là đáng ghét. Hả? Ủa, sao, sao có cái gì đã phát nhạc vậy? Hả? Là một cái hộp. Ủa, cái hộp gì đây? Thiệt là tò mò quá à. Chắc bên trong nó là một cơ quan. Mình phải khám phá thử mới được. Cái cậu thì là quá đáng. Có biết làm cho Doraemon buồn lắm không? Hả? Là tiếng của Doraemon. Hả? Đây, cái cậu. Cái cậu. Gì vậy? Đứng dậy hết đi. Trời ơi, tôi nghĩ mà cũng không yên nữa. Có chuyện gì vậy? Doraemon gặp chuyện rồi. Chúng ta đi tìm cậu ấy đi. Seiko, Nobita, thôi đi với Suka tìm Doraemon đi. Chắc Doraemon buồn quá, lại làm chuyện gì đó không hay rồi. Nhanh lên đi. Được rồi, để đi theo sau cả nè. Hả? Cái cậu ơi, cái cậu ơi, ở đằng kia có cái hộp kỳ lạ lắm kìa. Chạy tới đó xem thử đi. Hả? Cái hộp hay sao? Sao cái hộp này nhìn quá cổ vậy? Để tớ cho. Tớ sẽ mở chiếc hộp ra coi cái thứ gì đó bên trong. Chẳng lẽ Doraemon treo chọc chúng ta núp ở trong đó hay sao?
cậu tránh ra một chút đi. Sao cứng quá vậy nè? Trời ơi, cố lên đi, cố lên. Biết đi. Biết rồi. Trời ơi, chạy đi, chạy đi. Quá trễ rồi, quá trễ rồi. Trời ơi, sao giống Doraemon quá vậy? Rốt cuộc là Doraemon hay quái vật? Các người quen biết nhau à? Lúc nãy có một con mèo xanh lét, tao đã hấp thụ và chiếm lấy cơ thể của nó. Không. Và bây giờ tao có một cơ thể hoàn toàn mới. Chúng mày là bạn của nhau à? Vậy được. Hãy vào trong bụng của tao luôn một thể. Đâu rồi, đây nè, đây đâu. Cây gậy dịch chuyển tức thôi. Hả, bọn chúng đâu rồi? Chết đi. Lũ trẻ con này, chúng mày biết pháp thuật à? Sống khỏi tay của mình thiệt là tức quá. Tao phải đi tìm trẻ con và ăn thịt liền mới được. Tìm nét kệ sách trong tủ này rồi, nhưng mà vẫn không thấy. Nobita, cậu có thấy hay không? Tôi tìm nãy giờ muốn gãy hết hai cái tay rồi. Hồi nãy cũng may mắn, nhờ bảo bối tớ mượn của Doraemon chưa trả, cây gậy dịch chuyển tức thời. Nếu không có lũ chết hết rồi. Mệt quá à. Chúng ta đã tìm nãy giờ trong những cuốn sách khoa học, những cuốn sách thần bí, mà chẳng thấy thông tin gì về con yêu quái đó. Tớ ngồi đọc chuyện kinh dị cho các cậu nghe đỡ buồn nha. Có một nhóm trẻ đã lạc vào một căn nhà hoang, phát hiện được một cái hộp. Sau đó họ mở cái hộp đó ra thì thấy được một thứ rất kinh tởm, hình dạng một chú hà. Seiko, cậu đang đọc cái chuyện gì vậy? Đúng rồi đó. Sao giống như cái hiệp nghĩa của chúng ta từng thấy vậy? Đúng rồi ha. Đọc tiếp đi Seiko. Nhóm trẻ đó đã bị tấn công. Vô tình một cô gái nhặt được một con búp bê trong cái thùng. Nhờ con búp bê đó đã phong ấn hắn trở lại cái thùng. Vậy là câu chuyện kinh dị này có thật rồi. Vậy là chúng ta có cách rồi. Đúng rồi các cậu. Bây giờ chúng ta phải nhanh chóng lên đường đi tìm cái thùng đó. Chắc chắn trong cái thùng đó vẫn còn con búp bê. Nếu không sẽ rất nhiều đứa nhỏ bị chết dưới tay của hắn. Khốn kiếp, cái vùng gì đâu mà ít trẻ con vậy? Bọn chúng trốn đi đâu hết rồi? Ta bắt tạm một tên người lớn để ăn nữa đói. Thiệt là dở quá, chỉ có thịt trẻ con mới ngon. Ai cũng mệt rồi, ta cần phải đi nghỉ ngơi một chút. Tí tối ta sẽ bắt vài chục đứa về ăn. Ở đằng này nè các cậu, ở đằng này. Tôi nghe thấy có tiếng la. Nhanh lên. Chúng ta đã hỏi rất nhiều người dân. Tại khu vực này thường xuyên có tiếng la thảm thiết. Chắc chắn hắn ở quanh đây mà thôi. Này, cậu có chắc chắn là tên quái vật đó đang giữ cái thùng hay không? Đúng rồi đó. Lỡ đâu hắn tiêu hủy cái thùng rồi không hay sao? Không đâu. Trong cái thùng đó có con búp bê. Hắn không dám đụng tới con búp bê đó đâu. Căn nhà đầy bỏ hoang, chúng ta vào trong đó kiểm tra thử đi. Theo ta. Em ơi, cẩn thận đi, cậu đừng đi nhanh quá. Cái cậu hắn trong căn nhà đây. Im lặng nào. Trời ơi, trời, tên quái vật đó, hắn đang nằm ngủ. Cái thùng kìa. Trời ơi, cậu tới lấy con búp bê trong cái thùng đi. Sao lại là tớ? Đúng rồi đó, còn ai nữa? Thôi, được rồi. Sợ quá à. Nhìn đi Nobita, không còn thời gian đâu. Cậu cứ yên tâm đi. Trời ơi, luật sĩ tôi đây sẽ bảo vệ cậu. Tôi biết rồi. Trời ơi, con búp bê ở đâu chứ? Lỡ không có con búp bê thì chết luôn cả lũ. Con búp bê, tôi lấy được con búp bê rồi. Ta nghe thấy mùi trẻ con. Lại là lũ nhóc này. Chẳng để chúng mày to ghét thật. Dập tới đây luôn à. Tên quái vật ơi, ta sẽ đánh tay đôi với ngươi. Ta là trai hay luật sĩ. Thằng nhóc con này.
sao hắn không sao hết vậy? Cái cậu bảo lấy con búp bê đó, phong ấn hắn đi. Chỉ còn chết đi, chúng mày dám chọc phá tao. Con búp bê của tao đâu? Cậu lấy con búp bê phong ấn hắn đi. Nobita để tớ xem lép rồi nè. Là tớ sợ, tớ sợ lắm. Nhanh lên đi Suka. Tớ sẽ phong ấn con quái vật đó. Đứng lại, bỏ con búp bê đó xuống. Nếu không tao sẽ giết chết bạn của mày. Nhanh lên, mày có nghe đâu không? Tớ công hắn đi Suka. Tớ sợ quá, tớ sợ quá. Thôi lỡ Suka, chúng ta thoát rồi. Chưa đâu, kịch vui hãy đợi đó.